Chào tất cả các bạn, hôm nay thì Chu Truyền VN sẽ quay trở lại với các bạn với bài 3 của quyển giáo trình Hán ngữ 1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần viết chữ. Các bạn sẽ viết cùng mình từ thứ nhất, đó là số 6. Và bạn viết là như sau. Đầu tiên, bạn sẽ có một nét chấm kéo ngang ở dưới nét phẩy, nét mác. Cái này bạn đọc là gì? Liệu. Âm viết là lượng, tức là số mấy ạ? Số 6. Thì cái phần phía trên bạn có cái bộ này, người ta gọi là bộ chấm đầu, chấm đầu hay còn gọi là bộ đầu. Và bên dưới bạn có bộ gì, bộ bát, bát hay còn gọi là số 8, tiếng Trung đọc là gì, ba. Cái này có nghĩa là số 8. Người Trung Quốc thích số 8 vì đọc chệch là pha, là phát, phát tài, phát lộc. Và người ta cũng thích luôn cả số 6 bởi vì đọc chệch ra là lũ, là lộc. Thì ở trên là có bộ chấm đầu này, ở dưới bộ bát, đúng không? Thế là xong, là xong là số 6. Và thậm chí chúng ta vừa học được luôn cả số 8. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thêm một số nữa. Ở đây ta có số 7. Số 7 các bạn làm như sau: nét phẩy, sau đó chữ L hất lên. Cái này bạn đọc là chi, và nghĩa là thấp, và nghĩa của nó là số 7. Các bạn có thấy giống số 7 Việt Nam ta lộn ngược không? Này, để mà viết được số 7 Trung Quốc thì ta làm như sau. Nét thế này, đầu tiên là ta có nét gì? Nét phẩy. Sau đó thì các bạn có bộ gì? Bộ ất. Ất nó có nhiều biến thể nhé. Ngày hôm nay mình chỉ cho bạn một biến thể thôi. Để mà nhớ số 7 thì bạn nói nhé, số 7 Trung Quốc chính là số 7 Việt Nam lộn ngược. À, thế thôi, là xong. Tiếp theo, ta có một cái số nữa. Và các bạn viết nhé, trái trước, phải sau. Và cái này người ta đọc là gì? Chiểu. Chiểu. Âm nghiệp là chữ tử, có nghĩa là số mấy? Số 9. Trái trước phải sau. Thế tại sao người Trung Quốc lại xích số 9? Bởi vì cái nó phát âm giống hệt với cái từ là mãi mãi. Và tiếng Trung người ta đọc là chiểu. Trắng chiểu, lâu. Trắng chiểu là lâu dài đấy. Đúng. Đấy là lý do tại sao người ta thích số 9. Bây giờ chúng mình sẽ đi tiếp sang một từ khác, đó là từ mính thiên. Mính thiên có nghĩa là ngày mai. Thì đầu tiên bạn viết như sau. Đầu tiên bạn viết bộ nhật nhé. À, nhật là mặt trời này. Sau đó bạn viết bộ gì? Bộ nguyệt là mặt trăng. Cái này bạn đọc là mính. Ở nguyệt nó gọi là chữ minh nhé. Nhật có nghĩa là gì? Nhật là mặt trời hoặc là ngày. Thế còn nguyệt, nguyệt là mặt trăng. Nguyệt bạn có thể viết kiểu khải thư như này. Hoặc nếu các bạn viết hành thư, các bạn có thể viết như này. Vẫn bên ngoài vẫn giống thế, trong gạch cho nó giống như chữ Z là xong. Ok. Chữ mính thiên, vậy chữ thiên thì viết thế nào? Trên trước dưới sau, trái trước phải sau. Cái này bạn đọc là thiên. Và nguyên là chữ thiên. Ở đây có mặt trời và mặt trăng, tất nhiên là rất sáng, thông minh, đúng không? Hoặc là sáng rõ thì cũng là chữ minh này. Mính thiên triện, tức là ngày mai gặp lại. Chữ triện thì gọi viết bộ kiến. Cái này người ta gọi là chữ kiến. Kiến tức là gì? Kiến diện. Thì cái bộ đầu tiên của nó, bộ này, người ta bộ quynh. Quynh nó có thể như thế này, hoặc nó có thể như thế này. Quynh tức là biên giới. Tiếp theo, bạn có cái chữ này là bộ nhi. Nhi tức là đứa trẻ. Và tiếng Trung người ta đọc là gì? Là ở, là nhi là đứa trẻ. Thì một cái ông đội ngũ, hoặc trẻ con đội ngũ, hai chân bước chạy chạy lại là đi gặp ai họ. Cái từ chen chen, chúng ta cũng dùng chữ chen này. Và đây ta có từ mính thiên triện. Mính thiên triện tức là ngày mai gặp lại. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn tiếp thêm một cái từ nữa, đó là cái bộ thổ. Bộ thổ thì các bạn viết như sau. Đầu tiên thì bạn viết như này. Như này là bộ thổ. Và tiếng Trung người ta gọi là gì? Là thủ. Thủ là thổ, đất. Thế một cái chữ mà khai triển từ nó ra, trên có bộ thổ, dưới bộ tư, thì bạn đọc là chữ truy. Ở Việt gọi là chữ khứ. Khứ tức là gì? Quá khứ. Trên thổ, thổ này. Và dưới bạn có bộ gì? Bộ tư, tức là riêng tư. Tất cả những gì đã đi qua là quá khứ. Chị có nghĩa là đi. Chúng ta có một cái từ khác, đó là chữ tơ. Chữ tơ là chữ bộ bạch, đằng sau bộ thường. Và đọc cái này đọc là tơ. Việt Nam và mình hiểu nôm na là chữ của. Bạch, các bạn biết như sau. Bạch là màu gì? Màu trắng. Đằng sau bộ thược, thược có nghĩa là gì? Thược là cái thìa. Chữ tơ này người ta gọi là trợ từ kết cấu.
Thì thường chữ tơ này sẽ xuất hiện là trong cái kết cấu định ngữ. Cái thằng nào đứng trước tơ ấy, thằng đấy là định ngữ. Thằng nào đứng sau tơ ấy, thằng đấy là danh từ trung tâm. Định ngữ có hai tác dụng: một, nói rõ; hai, hạn chế. Nói rõ và hạn chế cho danh từ trung tâm. Ta ví dụ luôn nhé, thử một cái nhé. Nỉ đỡ xin, nỉ này. Kết cấu hình tròn không chấm giống Việt Nam nhá. Nỉ tờ xin tức là thư của bạn. Thế cái từ xin này đằng trước là bộ gì? Bộ nhấn, nhấn đứng. Kế đến là bộ này người ta chữ ngôn nhá. Đấy, chữ ngôn. Phân tích nghĩa là chấm đầu, kỹ nghĩa là chấm đầu, nhị khẩu. Thế còn bộ ngôn ngày xưa thì người ta biết thế nào? Có mỗi thế này. Cái này gọi là bộ ngôn này. Còn đây là chữ ngôn này. Đấy. Thế thì thế nào là một cái cấu định ngữ quan gì đây? Chữ tơ người ta gọi trợ từ cái cấu. Trợ từ cái cấu là để chúng ta phát hiện đấy là cái cấu định ngữ. Cậu nào đứng trước tơ, cậu đấy là định ngữ. Cậu nào đứng sau tơ là danh từ trung tâm. Định ngữ có mấy tác dụng? Có hai tác dụng: một, nói rõ; hai, hạn chế. Nói rõ và hạn chế cho ai? Cho danh từ trung tâm. Khi bắt gặp cái cấu chữ tơ chúng ta dịch kiểu gì? Dịch sau chữ tơ lên: thư của bạn. Thế là chúng ta đã hiểu về kết cấu định ngữ và cách sử dụng của chữ tơ, cách dịch chữ tơ làm sao. Vừa rồi thì ta vừa học một cái kết cấu mà có liên quan đến chữ tơ, đúng không? Nì đã xin. Vậy chúng ta phân tích kỹ chữ xin như một chút. Thì đầu tiên bạn có cái bộ này là bộ nhấn, nhấn đứng. Sau đó là bộ gì? Bộ ngôn. Cái này bạn đọc là xin. Ở việc là chữ tín. Giữ chữ tín hơn giữ vàng, chính là chữ tín này nhá. Thì đằng trước bộ nhấn đứng. Đây, bộ này là bộ nhân. Nhân đứng tức là gì? Con người. Nhân đứng. Đằng sau là chữ gì? Chữ ngôn. Ngôn từ. Ngôn từ mà người ta viết ra. Người ta viết ra ngôn từ tức là cái đấy là bức thư. Xin có nghĩa là bức thư. Giữ chữ tín hơn giữ vàng thì là sao? Em đã hứa với anh một lời. Em viết ra cho anh một bức thư là: ngày nay, giờ này em giảm tiền anh. Đúng giờ đó em giảm. Thì đó là em giữ chữ tín. Nào, thì ở bảo tín Minh Châu đó, thì người ta hay nói là giữ chữ tín giữ vàng chính là chữ tín này nhá. Thư của bạn nói nào? Nỉ đờ xin, đúng không? Thư của bạn. Bây giờ các bạn đi tiếp, ta có một từ nữa, đó là từ chỉ trị, là mời vào. Chữ chỉnh của bạn là như sau: bộ ngôn và sau chữ thanh như này, người ta gọi là chữ chỉ. Chỉnh có nghĩa là gì ạ? Ở ngữ Việt là chữ thỉnh. Thỉnh là gì ạ? Thỉnh cầu xin xỏ. Đằng trước bạn có bộ gì? Bộ ngôn này. Ngôn tức là ngôn từ. Chữ thanh là nhất thổ nguyệt, gọi chữ thanh. Thanh tức là dòng nước màu xanh. Đây là điển hình của chữ Hán hiện đại. Thành phần thứ nhất là chỉ về ngôn ngữ, thành phần thứ hai là chỉ về âm thanh, chi chi chỉ chi. Đấy. Mời thì phải dùng gì? Dùng ngôn ngữ, đúng không? Chữ chi các bạn làm như sau: bộ tỉnh ở bên ngoài viết số 3, vẩy sang, phát sang cả. Cái này đọc là chi, ở Việt là chữ tiến. Bạn nào tên là Tiến cũng sử dụng chữ Tiến này. Thì cái bộ bên trong bạn có bộ này bộ gì? Tỉnh có nghĩa là gì? Tỉnh có nghĩa là cái giếng. Thế bên ngoài này, chấm cái viết số 2, vẩy sang là bộ gì? Bộ xước hay là bộ quai xước, tức là bước chân đi. Chỉnh chi có nghĩa là mời vào. Tiếp theo ta có từ xiết là cảm ơn. Thì bạn viết như thế nào? Ngôn này, thân này, thốn này. Xiện tâm nguyện có nghĩa là gì? Là tạ. Tạ tức là gì? Cảm ơn ấy. Thì cảm ơn thì bạn phải dùng như vậy, dùng ngôn từ, đúng không? Có bộ ngôn. Tiếp theo bạn phải làm thế nào? Làm thế nào? Gập cái thân xuống. Cái chữ này người ta gọi chữ gì? Chữ thân. Thân tức là thân thể. Thì đầu này ba sơn sườn áo bắt ngang, người ta gọi chữ thân. Thế còn một bộ cuối cùng, đó là bộ gì? Bộ thốn. Thốn là một đơn vị đo lường của Trung Quốc, hay còn gọi là tấc đấy, tấc đất, tấc vàng đấy, à, thì cũng chính là cái bộ thốn này. À. Để cảm ơn ta dùng ngôn từ, ta gập cái thân xuống, đứng cách xa một thốn, đấy là mình cảm ơn người ta. Xiên xiện là cảm ơn. Và các bạn lưu ý, đây là cách nhớ của riêng cá nhân mình. Nó có thể không giống so với văn cổ hoặc là cách nhớ của những người khác, bởi vì đây là một cái sáng tạo riêng của mình. Có thể nó hay, nó dở, nhưng nó độc đáo là riêng của mình. À. Và nếu mà các bạn muốn có đầy đủ cái hệ thống 1.500 chữ theo cái phương án
nhớ các qua các câu chuyện, qua các bộ thủ như này, thì các bạn sẽ mua cái chương trình học tiếng Trung online 1.500 chữ của mình là sao nó có đủ từ H1 đến H4 luôn, 1.500 chữ. Và bây giờ chúng ta còn sót lại hai chữ yến thắng là ngân hàng và hiếu trí, bây giờ chúng ta sẽ cùng viết với nhau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang từ yến thắng là ngân hàng. Thì cái từ đầu tiên ấy, cái bộ đầu tiên các bạn quan tâm, bộ này gọi là bộ kim, đằng sau bạn có bộ này bộ cấn, cái này bạn đọc là yến nhé, viết là chữ ngân nhé. Đấy, ngân kim tức là gì, kim tức là vàng. Thế còn cấn là một nửa của chữ khẩn, bộ cấn hay còn gọi là quẻ cấn, quẻ bói của người Trung Quốc. Ngân hàng thì làm sao, ngân hàng có rất nhiều, đây một nửa chữ khẩn là dẫn, ngân hàng có rất nhiều diện, nhiều vàng, kim tức là vàng. Chúng ta đi tiếp từ khám, chim chích mà đợi, cành tre, nhất, đinh, cái này bạn đọc là gì? Khám, người gọi là chữ hàn. Chim chích mà đợi cành tre thì người ta gọi bộ này bộ nhân, nhân cách, bộ này gọi bộ nhân cách, có bộ nhân cách. Kế đến là bộ gì? Bộ nhất, nhất là số mấy? Nhất là số 1. Và đinh tức là gì? Đinh tức là cây, cây đinh. Vừa rồi ta có từ yến kháng. Tôi đi ngân hàng thì bạn nói là ủa chỉ yến kháng. Bạn đi ngân hàng không? Nỉ chỉ yến kháng mà. Bạn viết cả câu luôn ra cho nhớ. Nỉ này, chỉ yến kháng mà. Nỉ chỉ yến kháng mà. Chữ ma là chữ không, đúng không? Hỏi thì phải mở mồm ra hỏi, cỡ nữa đi hỏi. Nếu đi bạn bảo là chị, còn nếu không đi bạn nói sao? Cú chị là gì? Không đi. Chữ cuối cùng trong bài ngày hôm nay đó là từ hiếu trí. Hiếu trí các bạn sẽ viết như sau. Đầu tiên thì là bạn viết bộ do. Do này có nghĩa là tự do. Đằng sau là bộ liễu, cái này bạn đọc là yếu. Âm viết là chữ bưu nhé. Bưu điện. Thì đằng trước bạn có bộ do, tức là gì? Tự do. Bộ liễu là cây liễu leo bên, leo bên hồ. Thế còn chữ trí viết thế nào? Bộ thi, bộ bao và bộ khẩu. Bạn đọc nó là trí, ở nguyên là chữ cục, bưu cục, bưu điện. Thi này có nghĩa là gì? Thi thể của con người thẳng đỗ ra. Sau đó bạn có bộ gì? Bộ ất, lại có một biến thể là bộ ất. Ở bên trong bạn có bộ gì? Khẩu, khẩu là cái gì? Cái mồm. Yếu trí là bưu điện. Tôi không đi bưu điện thì bạn nói là ủa cú chỉ yếu trí. Ủa này, cú chỉ là không, không đi. Yếu trí, ủa cú chỉ yếu trí. Tôi không đi bưu điện. Trên đây tìm chung trường đây là vừa hướng dẫn cho bạn dứt điểm bài 3 của giáo trình ngắn ngữ tập 1. Việc của các bạn về nhà, bạn đầu tiên là xem cái phần viết chữ vừa rồi này, sau đó xem tiếp cái phần từ hướng dẫn các bài tập này, bài khóa cách đọc làm sao này. Sau đó các bạn làm gì? Các bạn viết cái nội dung bài khóa của bài 3 ra, chụp ảnh up lên trên nhóm học tiếng online. Cái phần viết chữ, tức là cái phần bài khóa thì cũng ngoài việc viết chữ đấy, bạn lại phải đọc lên, up thẳng lên đi Facebook luôn để tôi chữa các lỗi sai của chính điểm, đúng không ạ? Bài tập làm cho xong. Thông qua những việc đó, bạn sẽ nắm chắc từng bài một. Chúng ta giải quyết từng bài một cho đến hết quyển 24 là đã thi được AK4 rồi. Tiếng Trung trường bên nào, chúc bạn học tiếng Trung thành công. Chào tất cả bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với bài 3 của giáo trình Hán ngữ 1. Bước 1, các bạn sẽ dở phần phát âm và đọc của mình. Chữ G thẳng lưỡi không hơi đọc giống chưa nhẹ. Đây là âm mặt lưỡi, luồng hơi đẩy ra nhẹ nhàng. Các bạn cùng tập. Chi, chí, chỉ, chi. Chữ Q, các bạn thẳng lưỡi bật hơi, đọc giống trở nặng. Đây cũng là âm mặt lưỡi nhưng mà luồng hơi bật ra rất mạnh. Chi, chí, chỉ, chi. X xì, các bạn đọc giống như việc tiếng Việt mình. Xì, 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 xì. Bây giờ chúng ta sang vật vận mẫu. Y, ya, ye, yao, yêu, yen,
in, yang, in, yung. Chúng ta đi tiếp. Ui, yue, yuan, yun. Tiếp theo các bạn chuyển sang bảng ghép bên dưới. Chữ di thẳng lưỡi không một hơi trở nhẹ. Chi, chia, chia, chiao, chiêu, chen, chin, chang, chinh, chung. Chữ quy thẳng lưỡi bất hơi trở nặng. Chi, chia, chia, chiao, chiêu, chen, chin, chang, chinh, chung. X thì giống Việt Nam. Si, xia, xia, xiao, siêu, xen, xin, xiang, xinh, chung. Chữ bờ các bạn đọc thành chữ P. Pi, pia, peo, pen, pin, ping. Chữ P bật hơi. Pi, pia, peo, pen, pin, ping. M giữ nguyên. Mi, mia, meo, men, min, minh. Chữ giờ các bạn đọc thành chữ tờ. Ti, tia, teo, tiêu, ten, tinh. Chữ tờ các bạn đọc thành chữ thờ. Thi, thia, theo, then, thinh. N giữ nguyên. Ni, nia, neo, niêu, nen, nin, neng, ninh. L giữ nguyên. Li, lea, lia, leo, liêu, len, lin, leng, linh. Y dài. Ya, ye, yao, yêu, yen, in, yang, in, yung. Chúng ta sang bảng ghép kế tiếp. U có cái dâu trên đầu, bạn đọc là uy. Nui, nê, lui, lê. Chữ di đọc giống trở nhẹ. Chui, chue, chuen, chun. Chữ quy bật mạnh. Chui, chue, chuen, chun. X gì giống Việt Nam. Suy, xuê, xuen, xuyên. Y dài. Uy, yue, yuen, yun. Bước kế tiếp chúng ta quay về phần từ mới. Chỉnh, chỉnh, tơ, xin, xia xia, chi, yến kháng, yếu trí, mình thiên, chen, chen, liệu, chi, chiểu. Chúng ta đi tiếp. Các bạn quay về phần bài khóa. Chỉnh chỉnh có nghĩa là mời vào. Nì đơ xin, bạn có thư. Xia xia, cảm ơn. Bú xia, không có gì. Nì chi yến kháng mà, bạn đi ngân hàng không? Bú chi, không đi. Chi yếu trí, đi bưu điện. Mình thiên chen, ngày mai gặp. Mình thiên chen. Chúng ta quay lại phần từ mới. Chỉnh là mời, mời vào. Chỉnh chỉnh. Nì đợ xin, bạn có thư. Xìa xìa, cảm ơn. Bú xìa, không có gì. Ủa chú ý ngân hàng, tôi đi ngân hàng. Nì chú ý yếu chú ý mà, bạn đi bưu điện không? Mình thiên chen, là ngày mai gặp. Liệu cơ đấn, 6 người. Chi cơ lão sư, 7 ông thầy giáo. Chiều cơ xuế sông, 9 cậu học sinh. Bước kế tiếp, các bạn sẽ chuyển sang phần luyện về biến điệu của pu. Bình thường pu nó đọc là pu, nhưng pu sẽ đọc là pú khi từ kế tiếp kết thúc bằng dấu huyền. Pu khưa, pu nán, không uống, không khó. Pu khảo, không tốt. Pu trụy, không đi. Pu cao, không cao. Pu lái, không đến. Pu xẻo, không nhỏ bé. Pu xịa, không có gì. Các bạn sang phần luyện tập về thanh điệu. Chữ quy đọc giống chữ nặng. Chinh, chính, chỉnh, chỉnh, chỉnh. Chỉnh có nghĩa là mời. Chin, chín, chỉnh, chỉnh, chỉnh có nghĩa là vào. Xin, xín, xỉn, xỉn, xỉn có nghĩa là bức thư. Xia, xía, xỉa, 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 xỉa có nghĩa là cảm ơn. Chi, chí, chỉ, 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 chỉ có nghĩa là mấy. Xia, xía, xỉa, 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 xỉa là hạ, tức là bên dưới. Xiao, 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 xiao là bé nhỏ. Liêu, liếu, liều, liệu, liệu là số 6. Chi, chí, chỉ, chi, chi, chi là số 7. Chiêu, chiếu, chiều, chiều, chiều là số 9. Người Trung Quốc rất thích số 9 bởi vì nó phát âm cùng với cái từ là cửu, vĩnh cửu, mãi mãi. Minh, mính, mình, minh, mính, mính là minh là sáng rõ. Thiên, 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 thiên này là thiên là trời. Chồng oánh mình chạy đầu ngõ mình kêu thiên à, là trời ơi, sinh ngày nó cũng oánh, mới ngủ hàng xóm mỗi lần. Chúng ta đi tiếp. Chien, 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 chien. Chien này là có nghĩa là kiến diện, là gặp gỡ. Pu bình thường đọc là pu, pu được đọc là pú khi từ kế tiếp kết thúc bằng dấu, dấu huyền. Bắt đầu luôn. Pu khưa, pu máng, pu hảo, pú yạo. Pu khưa là không uống, pu máng là không bận, pu hảo là không tốt, pú yạo là không muốn. Pu thinh, không nghe, pu nấng, không thể, pu tủng, không hiểu, pú khát, không xem. Pu ban, không làm, pu thiến, không điền, pu chẳng, không giảng, pú nẹt, không đọc, pu xin, không mới. Pu xính, không được. Pu chỉnh, không được. Không mời. Pu chỉnh, không vào. Chi, chi, si, truy, truy, suy. Chien, chien, xen, chiang, chiang, xen. Chin, chin, xin, chinh, chinh, xinh.
chèn chuyển chen chuyển xẻn xuyển chín 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 xin xuyên chỉ 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 si suy gia xạ chinh sinh chẳng chẳng chào xạo chiếu siêu chia 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 xỉa cháo xẻo chỉnh chỉnh chi chi chỉ chỉ siêu xị siêu lì chỉ xính chỉ xính suy yào si yào nụ lì lùi lì lùi xính lùi xịnh chín thiên mình thiên chín nén mình nén đông biên xí biên chén biên hậu biên chuyển xẹn chuyển mẹn xin xen xin nén. Nhận biết ta đọc chữ Hán, phần này các bạn tự làm. Nếu mà không đọc được thì kiểm tra phần từ mới. Sau đó nếu phần các bạn mới bắt đầu kiểm tra với đàm án của mình xem đúng sai như thế nào. Chỉnh chín mời vào, xìa xịa cảm ơn, yến hàng ngân hàng, yếu trí bưu điện, mính thiên ngày mai, chẹn gặp, xịt bức thư, truy yến hàng đi ngân hàng, truy yếu trí đi bưu điện, mính thiên chẹn ngày mai gặp, nì tờ xin bạn có thư, xìa xịa nì cảm ơn bạn, bú xịa không có gì, nì truy yếu trí mà bạn đi bưu điện không, bú truy không đi, truy yến hàng đi ngân hàng, ní họ xin chào, trình chín mời vào, nì tờ xin bạn có thư, xìa xịa cảm ơn, bú xịa. Sang bài hội thoại 5. Ní họ trình chín nì tờ xin, xìa xịa bú xịa, nì truy yến hàng mà bú truy truy yếu trí, mình thiên chẹn mình thiên chẹn, nì truy thú sư quản mà bú truy của truy yếu trí, mình thiên chẹn mình thiên chẹn. Cái dấu hỏi ở đây là đánh sai, kệ họ, nó là dấu chấm bình thường thôi. Ní họ trình chín nì tờ xin, xìa xịa bú xịa, nì truy yến hàng mà bú truy truy yếu trí, mình thiên chẹn mình thiên chẹn. Trên đây tiếngtrung.vn vừa hướng dẫn cho các bạn dứt điểm bài 3 của giáo trình Hán ngữ 1. Việc của các bạn về là từ mới và bài khóa đọc 5 lần, lần thứ 6 up lên YouTube, gửi link vào trong nhóm học tiếng Trung online để tôi chấm điểm và chữa lỗi. Còn bài khóa của bài 3 này thì cũng bật cái đĩa MP3 mà phát ra cái phần bài khóa đó và đã mua ở tiếngtrung.vn của các bạn ấy, thì các bạn đọc nghe từng câu và viết lại chính tả cho tôi. Bài tập của bài 3 làm hết tập viết trước nội dung từ mới của bài 4, bởi vì buổi sau chúng ta bắt đầu sang bài 4 rồi. Đấy. Theo dõi luôn cả cái phần hướng dẫn viết chữ của bài 3 vừa rồi mà tôi hướng dẫn ấy. Đấy. Tiếng Trung.vn chúc